nó cũng bài bừa ra một đống cho mẹ nó dọn. Rồi đánh răng hả? Cuốn nó là răng á hả? Răng đâu? Đúng rồi, thỏ. Răng á, ừ cái răng á, không đánh răng là cái con đó nó ăn cái răng á. Bố có đánh răng không? Có đánh răng không? Ừ, răng. Răng. Rồi lấy cuốn khác đi. Bối lựa cái cuốn cuốn gì ta? Cuốn con heo coi. Cuốn nào cuốn con heo? Heo đâu? Heo á. Heo á. Cuốn heo á. Cuốn heo nè. Cuốn heo nè, phải cuốn này không? Cuốn heo á, đúng rồi, cuốn heo á. Con đó con gì? Bảo đâu mà bảo. Lật ra đọc coi. Con đó con gì? Câu. Bồ câu. Này. Dời. Này. Chưa hết mà lật chỉ có 3 trang hết sách rồi. Này. Này nè. Ừ, trái tim. Này. Đúng rồi, hay quá. Này. Đâu. Đúng rồi.